Ok anh em này. Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Và ngày hôm nay thì anh em cũng đã biết thì Khải đã mua được FIFA Connect 1 cấp anh em. Thì hôm trước Khải có nói anh em là nhiều trận đóng kim Khải đánh đường môn thì chỉ có top 13, 14, 15, 16 này nọ. Thì lúc đó thực sự là không có kỹ năng á, nên là đánh nó hơi yếu anh em à. Không có đam mà nhiều khi họ lên đại tướng sau khoảng 30 phút á thì Khải đánh không có mạng nào á. Còn hôm nay nữa thôi, đánh được 90 mạng anh em à. Và hôm nay là Khải được top 4 này, khách giang hồ này anh thấy chưa? Và hôm nay thì Khải soi sẽ đồ khách giang hồ cho anh em xem nha. Đây. Với 90 mạng, 81 đồ sơ và tử vong 30 lần và liên chạm 18. Anh em đừng mua mà tử vong 30 lần là cũng con số nhỏ không có lớn đâu anh em. Anh em thấy giỏ đang này nọ thì tại vì tầm này giỏ đang chắc anh hành rồi, đừng mua nhiều quá. Đó. Rồi anh em xem này. Rồi hiện tại trong top 10 là giỏ đang thần kiếm là giỏ đang, Master là cái bang cũng luôn thích là đừng mua. Đại sinh giỏ đang, Khải là đừng mua, giỏ đang tàu là giỏ đang, thiên đế chỉ đại đừng mua, xé dèo dèo đừng mua, động lạm dương giỏ đang và võ gia là con thiếu long đao. Đó con này nãy giờ nó dí mình đọc quá trời này. Cho anh em xem set đồ này, ngày hôm nay top 5 nha nè. Đây. Với cái set đồ Khải thì Khải bình hiệu ứng được đánh tống kim nha nè. Đây nè. Xem hồi từ 10k sub giờ gần 40k sub rồi, hy vọng lên được 100k sub lầm nút bạc. Ok Vnot ơi. Đây cho anh em cùng xem sơ cái đồ set đồ của Khải nha nè. Ngày hôm nay thì Khải mang một con nỏ tống kim nha mọi người. Sát thương 45, 39%, thực sự cái nỏ này quá đẹp nè mà. Để đánh tống kim thì gọi là quá win nè. Ở tống kim thì cắn lắc lên thì được 213 thì nó đạt 201. Thì vẫn đặt móc của đường môn nhờ ở server đồ xanh nha nè. Đó, đặt móc cuối của đường môn ở server đồ xanh rồi, 201 rồi. Rồi, một cái nón phòng thủ lý 25, chậm 20 và sinh lực động lực, khá là đẹp. Nón này Khải chanh ra. Rồi, một cái đai lưng 19-20 sinh lực động lực, rất là đẹp. Rồi, một đôi giày này Khải cũng đi đánh boss ra này nè. Phòng thủ lý 15, làm chậm 40, di chuyển 25 thì kèm với cái này thì Khải có 80 chậm nha nè. Rồi, bên này thì ba tay kháng hỏa, sinh lực và sinh khí. Thì cái này thì Khải được 40 chón và kháng hỏa. Kèm với cái nhẫn này kháng hỏa 15 và sinh khí sinh lực lực khá đẹp và kèm 40 chón thì hiện tại đó. Đã đánh tống kim thì Khải đã pin cho mình là 80 chón. Thực sự là với 80 chón tầm này thì không có sợ giỏ đan luôn em. Hồi trước thì sợ tống kim là lúc nào cũng sợ giỏ đan tại vì biết là giỏ đan nó kỳ hợp mình. Nhưng mà nó chuyển mình tầm 1 đến 2 cái là chó là chết liền tại chỗ luôn, không kịp bơm máu luôn em. Tầm này thì build với 80 chón thì không có sợ luôn em ơi. Tối nay thì quýnh giỏ đan chết quá trời luôn. Rồi set hiệp cốt nha. 50 24 và 2% đó. Và ngày hôm nay thì sau khi cái câu khẳng định của Khải là nếu Khải có FIFA Connect 1 cấp thì chắc chắn mình em một điều là đường môn Khải sẽ lên top 10. Đó và hôm nay là trận đấu đầu tiên và ông đã thực hiện được cái là FIFA là vào là top 10 nha anh em. Đó, cứ có FIFA là khẳng định là cố gắng là được top 10 anh em. Không tự tin nhưng mà Khải sẽ cố gắng đó anh em, thắng ngày hôm nay là. Đó, lên được top 5 để anh em hiểu rồi. Đó. Rồi mặt nạ này kháng cảnh 5. Đó, cái này sinh sinh khí sinh lực 200. Đó, cái này có kháng cảnh 10 này nè. Rồi. Đó anh em ok chưa? Hôm nay thì top tống kim thì được thưởng 500 xu nha em. Đó. Top 5 được thưởng 500 xu khá là ok luôn. Rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đó set đồ Khải đơn giản như vậy anh em. Nói chung tầm này thì nhiều anh em cũng không rõ nhưng mà thực sự set đồ này thì cho set hiệp cốt này khoảng 1 triệu 15 kim. Rồi, phi dân này khoảng tầm 1 triệu rưỡi là 2 triệu rưỡi. Rồi cái nỏ này khoảng 1 triệu là khoảng 3 triệu rưỡi. Rồi cái nón này thì sợ là nếu mà bán thì bèo lắm cũng được 1 triệu rưỡi nữa. Khải không bán Khải đỡ xài á. Rồi đai lưng này khoảng tầm 10 kim, khoảng 600.000. Ở đôi giày này thì Khải chanh ra thì bèo lắm, đôi giày này bèo lắm cũng được hơn khoảng 1 triệu nè, 15 kim chắc chắn là giá đó. Rồi cái nhẫn này bèo lắm cũng được 500.000 lắm. Đó. Rồi bao tay này thì tầm trung thôi, bao tay này chắc 1 kim, 1 kim khoảng 60.000. Nói chung là tổng set đồ này thì cả ngựa cả đồ thì cũng hơn 10 triệu một chút nè. Đó. Rồi, cái nỏ vừa cao của Khải là nỏ này nè. Còn nỏ vừa rồi là nỏ vừa rồi là anh em xem. Nó tống kim thôi. Còn nó này nó bơ ca, nó này thì anh Tùng đưa mượn đánh cho nè. Đó, nó này anh Tùng mua 5 triệu 75 kim. Đó, anh Tùng mua 5 triệu. Bây giờ thì sau khi đánh xong thì thay nó vào thôi. Đó. Có sẵn nhẫn rồi mang bro thay đồ. Đó. Rồi, ok man. Rồi. Đó, anh em xem video đừng quên nha, đỡ lại cho Khải like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Với sự cốt này thực sự là dòng kháng nó không được đẹp anh em ạ. Đó anh em xem này, phòng thủ có 49 này. Rồi kháng 7 bit thôi. Kháng khá là thấp nhưng mà ở tống kim thì Khải có thể bù được lách nha. Đó. Khải bù lách kháng lôi 50, phòng ngự 50 và kháng hỏa 50 và kèm với cái dòng của cái dòng cái chống chiến cổ thì Khải sẽ lên 30 nữa thì phòng thủ Khải sẽ lên được 75+3, kháng lôi 75+2 và kháng hỏa 75+2 nha. Nói chung đường môn đánh chủ yếu di chuyển là nhiều nè. Đó. Rồi ok, anh em xem video đừng quên đỡ lại Khải một like chia sẻ ủng hộ cho nha.